thứ bảy ba chạy đi vòng 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 cái xui xì buffet ăn là không có, đóng cửa hết rồi. Bây giờ ăn đồ nướng, đồ nướng Hàn Quốc. Là to thứ bảy trời, bây giờ ngày 8 mấy chiều 8:20 con rào rào cũng thuốc. Thấy cái nào ngon mà kêu đi. Nhìn ngon. Nước này mặn lắm không? Nước mặn. Nước mặn hai miếng cơm. Nhưng mà nhớ chuồn cục nha, để biết cái gì mà kêu á. Cái gì vậy? Cái mẹ ăn bỏ lại miếng để rồi biết cái đó là gì không hả? Bỏ lại miếng không còn.
miếng nhỏ bỏ được, còn miếng bự mà có mấy miếng. Ăn hết nuôi mới nhớ. Để chi vô coi. Không được. Không được. Sao cái áo còn không dám đâu, cái tay một tiên chứ bộ. Thì biết rồi. Có gì không có. Đỡ mà có. Đồ ăn chưa ra mà mấy cái linh tinh này hết. Chỉ còn rau chưa ăn thôi. Chúng nó đem ra cái dĩa tính hai đồng. Lâu vậy con, bây giờ cầm dĩa. Dĩa nhất hai đồng, dĩa hai bốn đồng. Hả đủ rồi. Hai đứa ăn đi con. Bà đủ rồi. Bánh gạo là không ngon ha. Môi rồi giống bột bột kìa. Ăn con ăn đi rồi con muốn ăn. Nó mở động gì hết đi, ăn được hết. Mà ăn liền thì ngon mà đem về nhà nó ngon. Về nhà cứng nó khô á. Không cũng nóng. Cay thiệt. Yourself today? Sure. When you would need help, just grab any one of us past the line, okay? Sure, of course. Oh, yeah, let me just take those and give you back one. I'll refill these, okay? Thank you. 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 Ăn hết gạo đi cho nó nóng. Giờ mình tự nướng không? Tám miếng rồi.
8 miếng thôi. 20. Quanh ngon. Ồ, một sao đấy. Dạ, trên đây bằng. Hết được 8 miếng thôi. Rồi bỏ cái gì ở giữa. Anh lấy cái đồ rắc ra. Anh muốn một sao này, anh kia không ta cho bỏ
mấy cục nấm rồi. Có cục nấm à? Mình hết bánh gạo hết. Ba đưa hả? Cắt để vậy nè. Cắt ra. Kéo không? Không, không, cắt ra không. Cắt ra không để như banh nè. Mấy đứa, mỗi đứa miếng đi rồi chị cắt nè. Cắt nữa. Cắt rồi. Rồi. Ủa mình còn gì nữa ta? Thôi mình hết rồi hả? À, mình có dĩa này thôi gì? Không thì có dĩa thôi. Phải không? Đúng rồi, hai phần nó bỏ chung. Chào cái gì vậy? Không phải giờ mới nè dòng. Gạo nó để nó nguội hả?
Ngon lắm bạn, nhưng chi mà làm thì lạc quá. Nhưng chi nó làm lạc. Nhưng chi của mẹ làm là ngon nhất. Ông ăn đi, em chở hoài. Ăn hết đi con, ăn hết mới dễ mà. Con muốn lo bài không? Làm nó hấp nè. Okay.